Hello, chào nhầm, chào mừng nhầm đến với channel YouTube của mình ạ nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục slide với Pickpock tiếp anh em nhá. Với mức vốn hiện tại mình mang vào là 1,1 anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục kết hợp trên công thức quay thủ từ 1 đến 6 cửa anh em nhá. Và thời gian qua mình cũng đã thành công rõ rệt ở trên công thức như thế này rồi. Giờ mình sẽ tham khảo anh em nhá. Về những cửa đầu tiên như thế nào đã. Rồi mình mới kết hợp bắt nhịp cho anh em những cửa chuẩn xác đầu tiên nhá. Đây rồi anh em này, như vậy đã về cửa thỏ rồi. Ok anh em nhá. Đấy, đã về cửa thỏ rồi thì bây giờ mình sẽ đây, mình sẽ bắt nhịp luôn cho anh em cửa đầu tiên luôn. À đây anh em ạ, nhân nhất đã về hai thỏ đúng không ạ? Mình sẽ kết hợp luôn ở hai cửa X6 anh em nhá. Đây. Thì mình sẽ vào với cửa thỏ và cửa én này. Đấy, vừa hai cửa X8 công và khỉ anh em ạ. Rồi bốn cửa đầu tiên thì mình kết hợp với X6 X8 này. Đồng thời lót luôn X24 anh em nhá. Quá tuyệt vời cho anh em. Như vậy đã về cho mình cửa thú rồi. Đấy, tuyệt vời chưa? Bao nhiêu đây? 1,5 m anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đấy, như vậy là năm cửa đầu tiên mình đã kết hợp ăn non được thành công 1,5 m anh em nhá. Và tiếp tục anh em này, thì mình sẽ kết hợp cửa thứ hai. Ở đây bây giờ mình sẽ kết hợp một cửa đã anh em ạ. Đấy, không vội nhá. Ở này mình sẽ kết hợp với một cửa X2 về cửa thủ này. Đồng thời anh em nhá, mình sẽ lót X24. Riêng X24 là mình vừa lót 50 và 100k bình thường thôi. Đấy rồi. Hay quá anh em ạ. Lại tiếp tục về cho mình cửa thủ này. Rồi. Như vậy là mình phải xem ở đây anh em nhá. Cửa đôi. Đầu tiên là đôi thỏ này, sau đó là đôi khỉ này. Và kết hợp gần nhất ở đây anh em nhá, bốn cửa nhá. Anh em nên nhớ là như vậy. Rồi, thì sau khi mình đã tham khảo và kết hợp hai cửa thành công về trên cửa thủ này. Và bây giờ mình sẽ xem, mình đã tiếp tục xem anh em nhá. Tham khảo xem cửa này về như thế nào đã. Mình xem này. Vẫn về cửa thủ anh em ạ. Đặc biệt là bây giờ về ba cửa khỉ luôn. Dấu hiệu về cửa ba anh em ạ. Thật sự khó hiểu thật. Nếu như mà về cửa ba anh em nhá, anh em phải nên nhớ này. Mình sẽ kết hợp lại. Ok anh em ạ, mình kết hợp lại với cửa cửa thỏ anh em này. Và đồng thời và lót lại 8 cửa gấu anh em nhá. Với ba cửa khỉ rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua, không lót lại này. Riêng anh em ạ, cửa chim anh em ạ, mình sẽ kết hợp ba cửa luôn. Ui giời ơi, X2 này. Rồi X8 cho mình cửa công anh em ạ. Tuyệt vời anh em ạ. Ngoại mục luôn là mình đã đổi thành công luôn về hai cửa này. Trời ơi, hay quá cho anh em. Phải bao nhiêu rồi, lên 3 mẻ rồi này. Như vậy là 3 phút trôi qua mình đang kết hợp khá thành công anh em nhá. Đó, thì bây giờ anh em này. Mình xem sẽ đổi luôn, bởi vì dấu hiệu ở đây cửa chim khả năng rất cao là sẽ đã điểm tựa đổi rồi. Đấy, mình kết hợp một cửa bên cửa thú xem có chuẩn không anh em nhá. Nếu như đủ chuẩn cửa này về cửa thú rồi cửa sau mình sẽ kết hợp lại với bốn cửa tiếp. Rồi, tuyệt vời anh em ạ. Không hài dự đoán của mình luôn. Như vậy là kết hợp khá ok này. Quan trọng nhất là mình phải đọc được chuẩn anh em ạ. Mình đã nói anh em mở từ đầu đúng không ạ? Kết hợp từ 1 đến 6 cửa. Như thế nào là hợp lý nhất nhá. Đây rồi, thì bây giờ đã thành công về cho mình cửa. Đây anh em ạ, về cửa thú rồi. Thì bây giờ mình xem có đội 1-1 không anh em nhá. Mình xem có đội 1-1 không rồi, cửa sau mình sẽ bắt nhịp lại. Trời ơi, như vậy là tiếp tục về cửa thú rồi. Đây này. Hay rồi anh em ạ. Như vậy là hai cửa thú nhá. Ok, hôm sau anh em ạ. Nếu như mà kết hợp về hai cửa thú rồi thì bây giờ mình sẽ mình sẽ đổi luôn cửa này nhá. Không đổi anh em ạ, mình sẽ trở lại với cửa thú tiếp này. Hai cửa và kết hợp hai cửa chim nhá. Bốn cửa như cho tôi, nhưng mà lần này mình sẽ đi hơi căng anh em ạ. Đấy, từ 3 đến 200k luôn. Ui trời ơi, tuyệt vời. Như vậy đã về thành công cho mình cửa én rồi. Quá ngon lành cho anh em. Trời, 3,9 m. Ok anh em ạ. Đến thời điểm hiện tại gần 5 phút trôi qua là mình đang kết hợp thành công nhá. Chưa hề sai lệch luôn. Sự về anh em là như vậy nhá. Và đến thời điểm hiện tại anh em ạ, mình đang kết hợp khá thành công. Rồi anh em này, thì dấu hiệu ở đây mình thấy cửa thú đang về đôi mà cửa chim đang cửa đội anh em ạ.
Đấy, như vậy là về ngắn lại rồi anh em nha. Mình xem cửa này mình kết hợp khá ngon không. Ui trời ơi, vẫn về cửa thủ anh em ạ. Đấy, dấu hiệu cửa này thì chắc chắn đang về đôi hoặc 1-1 thôi. Đấy, như vậy là cửa này đã về cho mình cửa thủ rồi. Mình xem cửa này nên kết hợp như thế nào đây. Rồi anh em ạ, sau khi mà suy nghĩ anh em nha, mình sẽ quyết định anh em ạ. Gấp thiếp một cửa trên x2 về cửa thú nha, 1m2 luôn. 1m2 luôn anh em nhá. Nếu như mà cửa này không thành công anh em ạ, mình sẽ nghỉ luôn, còn mà tiếp tục thành công mình sẽ tiếp tục trở lại anh em nhá. Ôi rồi anh em ơi, như vậy là hôm nay ăn nón đây tại đây thôi. Ai vừa rồi thì mình cũng đã nói với anh em ạ, đang về ngắn lại. Đúng ạ. Ấy, nếu như mà không về anh em nhá, cửa đôi thì sẽ về đội 1-1 thôi. Mà chắc chắn anh em ạ, đúng là đội 1-1 thật rồi. Thì hôm nay cũng quá ngon lành rồi anh em ạ. Mét 1 thì sau gần 6 phút anh em nhá, mình đã kết hợp ăn non từ 1 đến 6 cửa và thành công lên được 3 mét anh em nhá. Ok.